Trước hết, xin cộng đoàn cùng lực sĩ cộng lên với một gia đình xin ban bình an cho các nhà ngày hôm nay. Rồi chào cùng chào hai mươi em ở lớp thần tiên vừa tu qua đây hai ngày. Xin chúc mừng chúng con, xin chúc chúc lành chúng con. Và ngày hôm nay cùng với giáo hội, cùng với các em trong cái cuộc thi tốt nghiệp ngày thứ hai, chúng ta cùng cầu nguyện cho các em. Ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu, để ta nói thánh kinh là biểu hiện của tình yêu, và Chúa Giêsu đã cho thánh nữ Maria Magdalena là công nhìn thấy trái tim của Ngài, để rồi nói lên cái tình thương, cái sự yêu hiền mà Thiên Chúa đến với con người, ban tặng cho con người. Ngày hôm nay trong lễ thánh tâm Chúa, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục có được trái tim yêu hiền của chính Đức Giêsu trong tâm tình phục vụ, để đem tình yêu của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta cảm tạ, chúng ta tôn vinh Chúa, Ngài đã chấp nhận xuống trần gian, chết và chấp nhận chết để đổ đến chọn máu cuối cùng vì tình yêu với mọi người. Với tất cả đó, chúng ta xin Chúa được tha thứ về những lần đầu thiếu sót chúng ta, để chúng ta sẽ đạt được những ngày thành như này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho thánh tâm con một Chúa bị tâm thâu, khiến kho tàng tình yêu vô biên được mở ra để chúng con hướng nhờ. Xin cho chúng con sốt sắng, hằng sốt sắng tôn sùng thánh tâm người và biết đến tôi chúng con trong lâm sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần về muôn thuở muôn đời. Chúa đã đem lòng thương luyến và chọn anh em. Lời Chúa trong sách Đề Nghị Luật đoạn 7 câu 6 đến câu 11. Khi ấy ông Môsê nói với dân Israel rằng: anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của người. Đức Chúa đã đem lòng thương luyến và chọn anh em. Không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là một dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính vì yêu thương anh em và để lời giữ lời hứa với cha anh em, mà Đức Chúa đã ra tay quyền uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi ách nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành cho đến muôn ngàn thế hệ. Người vẫn giữ giao ước và tình thương với những ai yêu mến người và giữ các mệnh lệnh của người. Còn ai thù ghét người thì người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét người, người không trì hoãn. Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Thank you.
cứu dân thương thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ đồng môn từ câu 7 tới câu 16. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu gốc ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai Con của người đến làm buổi lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong người và người ở lại trong chúng ta. Đó là người đã ban phần khí của người cho chúng ta. Còn chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng Chúa Cha đã sai Con của người đến làm đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tin tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Đó là lời Chúa. Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lời Cha đó, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho ngươi bổ dưỡng. Anh em hãy mang lấy ép của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ nhận nghỉ ngơi bổ dưỡng, vì ép của tôi êm ái và lòng của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Thank you.
Thiên Chúa là tình yêu, và ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Kính thưa cộng đoàn, đầu tháng 6 năm 1250, khi vua Louis thứ 9 đi kinh lý ở các miền trong nước Pháp, khi ông đến thành phố tỉnh Marseille, thì dân chúng Marseille bàn bạc với nhau để đổi tìm một cái của lễ dân cho nhà vua, một cái của lễ có ý nghĩa nhân. Và hôm đó khi vua đến, dân chúng đều tụ tập đông đủ, họ đề cử một cô thiếu nữ dâng lên nhà vua một quả tim bằng vàng. Bên trong quả tim có một bông huệ kết bằng kim cương rất quý, là biểu tượng của vua nước Pháp, và có khắc mấy chữ: đây là bằng chứng toàn dân tỉnh Marseille yêu mến vua Louis, và họ luôn là vua trong trái tim của họ. Nhân lễ vật xong và đọc thấy hàng chữ kết, vua Louis hết sức cảm động, và vua cũng đặt tay ở trên trái tim mình mà nói: đây là bằng chứng vua Louis yêu thương quân dân Pháp và luôn đặt họ trong trái tim của vua. Câu chuyện trên có thể là một cái biểu tượng, là một cái biểu hiện để rồi chúng ta minh họa về hình ảnh mà ngày hôm nay chúng ta vẫn kính một cái lòng trọng thành tâm của Chúa, trái tim của Chúa, một trái tim thể hiện tình yêu thương, một trái tim thể hiện thành ý của Thiên Chúa, bằng việc đổ đến họ cuối cùng nhằm chứng tỏ tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Người ta thường nói trái tim là biểu tượng của tình yêu, và không biết rằng là cái biểu tượng này có từ nguồn gốc từ khi nào, từ bao giờ, và vì sao người ta lại lấy nó là biểu hiện của tình yêu. Tôi nghĩ rằng có lẽ trái tim là trung tâm của cơ thể của con người. Trái tim có nhiệm vụ cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể. Trái tim không còn bơm máu thì cơ thể sẽ không còn hơi thở. Trái tim ngừng đập thì con người như đã chết. Vì vậy, trái tim có một tầm quan trọng rất đặc biệt đối với cơ thể của con người. Và có lẽ đó, người ta dùng từ ngữ trái tim để rồi diễn tả một cái điều cũng rất quan trọng, đó chính là diễn tả tình yêu. Thánh nữ Maria Magdalena Maria Magdalena đã được Chúa Giêsu cho thấy trái tim của Ngài, và để diễn tả tình yêu, Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ rằng đây là trái tim đã thương yêu loài người vô cùng, không tiếc gì. Và thật vậy, nhìn vào kinh thánh, nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương này, một trái tim nhân hậu. Ngài quan tâm đến hết mọi người trong mọi hoàn cảnh. Ngài quan tâm đám đông vì họ bơ vơ không có gì ăn, nên đã hóa bánh ra nên nhiệm nuôi họ. Ngài chạy lòng thương trước đám tang của người con trai duy nhất của bà hóa thành Na Im, nên đã làm cho sống lại. Ngài thổn thức trong lòng và sao xuyến khi thấy Maria khóc thương Lazaro, nên Ngài cho Lazaro sống lại. Ngài chữa lành nhiều bệnh tật, xua trừ nhiều ma quỷ, đi tới đâu thì Ngài thi ân giáo phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ khiến chế. Một trái tim nhân hậu, một trái tim yêu thương, và trái tim đó xuất phát từ Thiên Chúa. Một trái tim thiên đường, chính Chúa Giêsu đã tuyên bố trong bài tin mừng ngày hôm nay: hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.
Khi các tông đồ tranh luận xem ai là người lớn nhất, Chúa Giêsu biết điều ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và dạy cho ông các ông một bài học về thiên tôn. Ai tiếp ông em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ở một nơi khác trong tin mừng Luca, trong một bữa tiệc, Chúa Giêsu lên tiếng dạy cả, dạy với những cách dự tiệc cho chỗ nhất mà ngồi, nên Ngài đã dạy họ: vì phần ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trái tim khiêm nhường và hiền hậu, trái tim khiêm nhường được thể hiện rõ ràng nhất khi Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một trái tim biết cảm thông và tha thứ, Ngài đã tâm sâu sắc với những người tội lỗi, và Ngài đã đến cùng ăn cùng uống với họ để có thể cảm hóa họ trở về đẹp chính đường ấy. Với Maria Magdala, một quá khứ đầy tội lỗi, con của một gia đình phú quý sang trọng, sau khi cha mẹ qua đời, có được hưởng một gia tài cân sổ. Thay vì làm từ thiện, cô đã phung phí và để rồi cuối cùng đi vào con đường tội lỗi, đi vào con đường nô lệ cho ma quỷ. Và Chúa đến, Chúa mời gọi, Chúa tha thứ. Sau khi sống lại, Chúa còn nhìn ra với cô để tham sứ mệnh loan báo. Với một người phụ nữ ngoại tình, chị bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và luật Mô-sê dạy là phải nên đáng. Nhưng Ngài đã dùng tình yêu để cứu cho chị một bản thua. Ngài đã tha thứ, không kết án, ta không kết án chị đâu. Nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Với Sa-kêu, với Mát-thêu và những người thu thuế, đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu coi người thu thuế là những người phản đạo và phản quốc, họ thuộc hạng tội lỗi ngang hàng với cái điếm, người ngoài và người Sa-ma-ri. Bốn hạng người này bị loại trừ bằng phạt tuyệt không và cách ly, và không ai được phép quan hệ với họ. Thế nhưng Chúa Giêsu đã kêu gọi mang theo cho tông đạo tốc độ, mà cho nhiều người chỉ thích nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng phạm. Chúa Giêsu chủ động mời ông xuống khỏi quy xung để đến thăm nhà ông, và cử chỉ đó làm cho ông hoán cải, thay đổi toàn diện cuộc sống. Bằng chứng là ông đã đứng lên và thưa với Chúa rằng: thưa Ngài, đây là phần nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì thì tôi sẽ để gặp bố. Với Phi-rô bị tông đồ cả, Chúa gọi ông, Chúa ưu ái, thế mà Phi-rô đã chối Ngài ba lần. Ông đã khóc vì bị hối hận, và Chúa bằng một ánh mắt yêu thương đã tha thứ, và còn tín nhiệm trao cho sứ mệnh chăm sóc chiên con và chiên mẹ của Ngài, tức là vì tông đồ tiên khởi giảng hội. Và cuối cùng, trên thập giá, Ngài vẫn chứng tỏ cái tình yêu đó với người trong lành. Ông đã từng đi đặt tội lỗi vô năm vì những trong tội mà xã hội Do Thái phải trừng phạt. Ông bằng một tích cực hình, một hình phạt tùng hổ nhất, đó chính là đạo đức. Nhưng ông đã nhận biết tội lỗi mình nên xin cùng Chúa rằng: ông Giêsu ơi, khi ông còn nước trời, xin nhớ đến tôi. Và người nói với ông: thật, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho ông và cho ông vào thiên đàng ngày hôm đó. Trái tim nhân hậu, trái tim khiêm nhường, trái tim cảm thông và tha thứ, và cuối cùng là một trái tim biết hy sinh.
Chúng ta thấy rõ điều này là sự khôn người đàn bà bị mất đồng bạc và sự khôn con trên đàn. Hiện nay, người đàn bà thắp đèn, quét nhà để tìm đồng tiền bị đánh mất. Hiện nay, người chăn chiên, trèo đồi, lùi suối, đi tìm con chiên, nói đến sự hy sinh của Thiên Chúa đi tìm tốt nhận. Dù chỉ một đồng bạc bị mất, dù chỉ một con chiên đàn, thì Thiên Chúa vẫn cố tìm cho bạn được. Ngài không muốn một ai bị thương tâm. Đó phải chắc cũng là một bằng chứng nói lên lòng thương xót của Đức Giêsu được diễn tả một cách cụ thể qua trái tim của Ngài. Ngài đã đến tận cùng một tình yêu bằng việc hy sinh tính mạng của mình để làm nghi lễ để đền cho chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng của mình vì bạn tù và anh em là bạn tù của Thầy. Lễ kính thánh tập trung, tôi mời các bạn anh chị em suy nghĩ về tình yêu được thể hiện qua trái tim mà Chúa Giêsu, các họa sĩ và người yêu khách đã đưa trái tim của Ngài ra ngoài con người để rồi nói lên một cái hình ảnh trang mang, một hình ảnh yêu thương và hy sinh tất cả, chấp nhận đổ cái giọt máu cuối cùng vì tình yêu. Nơi này là tình yêu, và tình yêu này là biểu hiện một tình yêu trọn vẹn ở Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa như Thánh Gioan Tông Đồ ở trong bài đọc hai hôm nay nói rằng Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài đã sai con một của Ngài đến trần gian để thể hiện tình yêu đó ở nơi con người, cho con người một cách chỉ để. Cho nên Ngài cũng mời gọi chúng ta qua đến cái tâm này thể hiện tình yêu đó, tình yêu giữa cha mẹ với con cái, hy sinh cảm thông tha thứ, tình yêu giữa con cái với cha mẹ, biết lắng nghe, biết phân phục, biết yêu thương. Trong cuốn sách lời kinh dễ nhất của Thiên Nhiên Kỷ, cuốn Rabboni trang 94, có mời gọi chúng ta suy niệm về một cái lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa, xin đừng để con khép kín tâm lòng mình bao giờ, xin cho con trái tim quảng đại như Chúa, vươn cao vươn mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con đứa thắng mọi oán hờn nhỏ nhen và mọi thù hận ti tiện. Xin cho con luôn bình an tươi sáng, không một biến cố nào làm con bất ổn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, xin đừng được bối rối khi bị chỉ trích chê bai. Xin cho con trái tim đủ lớn để có thể yêu cả người thù địch, và xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm hết tất cả mọi người trong tình yêu của Chúa. Amen. Anh chị em thương mến, vì tội lỗi của con người, vì yêu thương con người mà Thiên Chúa đã sai con của mình xuống chấp nhận đổ máu để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Trong tâm tình đó, để chúng ta cùng dâng lên Chúa nghe lời nguyện xin. Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các giám mục, linh mục trong hội thánh trở nên dấu chi của tình yêu Chúa, mang trái tim đầy nhân ái và yêu thương của vị mục tử Giêsu, để luôn sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên Chúa trao phong và là chúng ta của tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo hèn, khổ đau luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nơi đời sống chúng ta của các tín hữu và các tình nguyện viên đang dấn thân quên mình vì sứ mạng đón bao tin mừng để tìm kiếm các linh hồn về cho Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết đáp lại tình yêu Chúa để quyết tâm không phạm tội và luôn mở rộng trái tim, mở rộng cõi lòng, hầu biết tha thứ và đón nhận các hôn nhân trở về với lòng thương xót vô biên của Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Thiên Chúa để cùng biết yêu thương nhau, giúp nhau thực hành lời Chúa, đồng thời quảng đại chia sẻ lòng thương xót cho tha nhân, hầu trở nên hình ảnh của Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường giữa lòng thế giới hôm nay. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Sống cũng biết dùng đức tin hiền hòa, trái tim khiêm nhường và hiền hậu của chính bản thân của chúng con để chúng con đối xử với anh em của mình đó phải chăng cũng là cách mà chúng con chứng tỏ dòng chỉ yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho linh tinh tình yêu này hằng luôn kêu chúng con đến cùng Đức Kitô con một Chúa, để chúng con được say lửa yêu mến đồng nàng và nhận ra những người hiền diện, nhận ra người hiền diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em.